Vâng, thì sau đây em test nhanh cái con Fixer 205T. Con này rất là hiếm ở thị trường Việt Nam chúng ta. Con này cực mới nhá, mới thiếu shop. Em con này đã bay về, sexy là 7 màu luôn. Con này thì được cái là nó có chỉnh bass, mid chép và lực đánh rất là tốt nha. Các bác chơi bass 30 trở lại tuyệt vời. Nó là dòng Fixer, tiếng thì rất là đậm đà. Cái nút nguồn nó ở đây nha. Bấm lên. À, nó rất âm tụ nên là các bác phải chờ 5 hay 10 giây. Rồi, à, ok đó. Ở đây nếu mà chúng ta chuyển qua đường AUX á, thì nó sẽ tối cái đèn nó xấu này, và bắt buộc các bác phải cắm đường táp á, cắm đường để dài cho đẹp nha. À, để chỗ FM luôn là đèn nó sáng hết đẹp nè. Các bác cắm vào đường này giúp em nha, em qua và cho bác chủ xem luôn. Đây, cắm vào cái đường táp 1 này. Đây là như những con xa xui táp 1 in này, đấy táp in. Đừng kém AUX nha, kém AUX thì nó tối đèn nó không đẹp. Táp in kèm đấy. Và trạm loa nó sẽ gồm là những in những fixer khác, cái đường có chữ com là âm nha, còn hai cái ngoài cùng nhất là dương nha, đây là cầu B, đây là cầu A, còn hai cái giữa là âm, mình kém được nhưng mà cái dương nó phải kép chính xác nha, đấy dương là trên, nó là trên dưới nha các bác, trên dưới, cứ hai cái ngoài cùng là dương, còn hai cái trong là âm, có chữ com là âm, đây, rồi tiếp tục mình kém đường đó mình sẽ gạt cái công tắc táp xuống nó sẽ hoạt động nha, và khi đó chúng ta sẽ có được một dải đèn rất là đẹp. Đây là âm thanh lo nét. Đấy. Đây volume. Đây là ba lăng. Đây ba lăng này các bác. Ba lăng. Đây là check mic bass. Đây để tùy ý các bác chỉnh nhé. Đây là chỗ vừa công tắc nguồn vừa chỉnh luôn là main. Đây là remote có nghĩa là AB A cộng B đấy. Đặc trưng cái con này thì che chép nó rất là mịn. Nó mịn. Và bass rất là đậm. Đây là con Fixer 400T, con này mới thiếu shop nha các bác, mới thiếu shop nha, 17 triệu năm. Mời các bác cùng ngắm con 205T, một vẻ đẹp rất là huyền bí và rất là đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.